Tại cuộc gặp, hai bên đã thông tin về tình hình và phát triển hợp tác giữa hai địa phương, về tiềm năng đầu tư và xuất khẩu, cũng như cơ hội dành cho các nhà đầu tư. Hai bên cũng đã thảo luận về kế hoạch phát triển hợp tác giai đoạn 2019-2021, xác định du lịch là một trong những hướng ưu tiên trong hợp tác giữa hai địa phương. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua thành phố Đà Nẵng và các thành phố của Nga nói chung là Yaroslav có quan hệ hợp tác ngoại giao và kinh tế tốt đẹp. Thành phố Đà Nẵng đã triển khai quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác đầu tư đến các thành phố của tỉnh Yaroslav. Thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được đón các đoàn công tác của Liên bang Nga, các công ty lữ hành đến từ Yaroslav để phát triển hợp tác trong lĩnh vực này. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp trực tiếp với các cái công ty lữ hành tại Nga như Anex để tổ chức các cái chuyến bay charter tới thành phố Đà Nẵng dự kiến trong năm 2020. Và tiếp theo đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái công tác quảng bá xúc tiến hình ảnh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có cái cơ hội để kết nối hợp tác với các cái doanh nghiệp Nga, tăng cường cái giao lưu trao đổi về khách cũng như là thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai bên. Dự kiến vào cuối năm nay, đoàn công tác của tỉnh Yaroslav sẽ có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng và sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.